Ok, Windows 10 hoặc là Windows 8 nó có một cái nó gọi là Windows Protection, mà nó dính tới nó gọi là cái Restore và Backup. Thì cái này rất là hay là khi mà mình vô trong cái computer mà click vào cái property thì nó có một cái nó gọi là System Protection. Thì khi mình vô cái System Protection thì ở trong đó sẽ có một cái nó gọi là Restore. Thì khi mà mình nếu mà tất cả mọi cái app ở trong cái computer của mình mà nó boot thì mình set up một cái nó gọi là cái restore point. Thì cái hay của cái này nè là khi mà mình muốn restore ở cái giờ và cái ngày đó thì là tất cả những cái software mà không có nằm trong đó mà mình gắn sau này nó sẽ không có ở trong đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình bị virus hoặc là những cái tụi nó gắn cái software vớ vẩn đó mà nó nhận tùng hoang cả lên đấy, thì mình chỉ cần vô cái này và mình restore cái ngày này thôi đó, là automatically đó là tụi kia nó biến mất. Nên cứ mỗi lần mà mình gắn một cái software nào mới mà nó tốt ra và mọi thứ chạy rồi đó, mình làm liền một cái nó gọi là cái restore point của cái ngày hôm đó sau khi mình gắn cái software boot của mình vào rồi. Ok, để chống lại với malware với lại virus á, thì cái window nó có cái window defender thì ra rất là good. Thì mình đánh vào cái window security đó, nó sẽ bật ra cho mình và mình vô trong đây đó là tất cả mọi thứ mình để cho nó live hết nha. Nghĩa là sao? Tức là đó, nó always on. Thì khi nào á, mình bật nó lên và có virus nào mà nó đòi nó mở ra đó, là real time protection đó, là nó on liền. Phải make sure tất cả những cái này on. Ok, thì thường thường á, những người mà bị virus á, và đi lập mấy cái software mà nó có cái hack ở trong đó thì lại turn off mấy cái này đi để cho nó đừng có giết cái đó, thì nó mới cho cái virus vào trong cái computer của mình. Còn nếu mà mình cứ turn on tất cả những cái này đó, từ firewall tất cả mọi thứ turn on đó, thì không có một đứa nào nó vô được hết. Ok, cái này cộng với lại cái restore point đó, là bất cứ khi nào mà mình bị virus là mình diệt được nó liền ngay lập tức. Alright.